Sở Văn hóa và Thể thao vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xem xét đặt tên 4 cây cầu bắc qua Thủ Thiêm. Dự kiến 4 cây cầu này sẽ mang tên những đôi danh gắn liền với lịch sử vùng đất. Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan thường trực hội đồng đặt đổi tên đường thành phố, đã tổ chức họp để lấy ý kiến xung quanh việc đặt tên mới cho 4 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn. Qua nghiên cứu, đơn vị này thống nhất đề xuất như sau: cầu Thủ Thiêm 1, dự kiến đặt tên là cầu Thủ Thiêm; cầu Thủ Thiêm 2, dự kiến đặt tên là cầu Ba Son; cầu Thủ Thiêm 3, dự kiến đặt tên là cầu Thủ Ngữ; cầu Thủ Thiêm 4, dự kiến đặt tên là cầu Bến Nghé. Trước đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu việc đặt tên cho 4 cây cầu từ quận 1, 4, 7 và Bình Thạnh bắc qua Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Cầu Thủ Thiêm 1 nối Bình Thạnh và Thủ Thiêm đã xây dựng hoàn thành năm 2010. Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và Thủ Thiêm đang trong quá trình xây dựng. Vì sao có tên gọi Thủ Thiêm, Thủ Ngữ, Bến Nghé hay Ba Son? Về lịch sử tên của 4 cây cầu, Sở Văn hóa, Thể thao cho biết tên gọi Ba Son có từ năm 1790, khi chúa Nguyễn Ánh đặt trại thủy quân và xây dựng xưởng thủy bên sông Sài Gòn. Ba Son được ghi dấu là cái nôi của ngành công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu thủy của Việt Nam. Đây cũng là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân và cách mạng vô sản Việt Nam, gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tên gọi Thủ Thiêm xuất hiện từ cuối thế kỷ 18. Trong đó, Thủ là đồn canh dưới thời phong kiến và cũng là chức vụ để chỉ người đứng đầu một tổ chức, đơn vị hành chính. Chính quyền thời ấy đã cho lập đồn binh ở Thủ Thiêm để kiểm soát việc đi lại trên sông Sài Gòn. Chữ Thiêm có thể do tên người chỉ huy đồn binh thời ấy mà thành. Tên gọi Thủ Ngữ là tên gọi tắt của cột cờ Thủ Ngữ, được xây dựng vào tháng 10 năm 1865 tại khu ngã ba Rạch Bến Nghé gặp sông Sài Gòn, đối diện bến Nhà Rồng. Cột cờ là bộ phận kỹ thuật có chức năng báo hiệu cho tàu ra vào cảng Nhà Rồng, cũng là tín hiệu để tàu bè nhận biết tránh lạc xuống Cần Giờ hay Vũng Tàu. Tên gọi Bến Nghé là một địa danh tại vùng đất Sài Gòn, gia định xưa. Tên gọi này để chỉ một bến thuyền ở Sài Gòn, còn là tên một rạch nước nhỏ, nơi có người qua lại tấp nập. Có một thời nhắc đến Đồng Nai, Bến Nghé là nói đến cả vùng đất Nam Bộ. Bến Nghé là một địa danh tại vùng đất Sài Gòn, gia định xưa. Trước đây tên Bến Nghé để chỉ một bến thuyền ở Sài Gòn, nơi tàu thuyền qua lại tấp nập. Theo cuốn Phương Đình Du Địa Chiến năm 1900, Nguyễn Văn Siêu lý giải tên gọi Bến Nghé xuất phát từ tiếng kêu gầm gừ của đàn cá sấu trên rạch. Theo ông, tiếng kêu của đàn cá sấu văng vẳng trên rạch giống tiếng trâu con, nên có thể hiểu là nghé kết hợp bến nước, nên từ đó gọi là Bến Nghé.